một cái vinh dự vô cùng lớn lao đối với người Cánh, là sự quý bác, quý ông, quý bà, quý cô chú. Ai là người đã từng mặc trên người chiếc áo quân phục của quân lực Việt Nam Cộng Hòa? Xin giơ tay lên cho người Cánh xem. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và ai là người thân nhân của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tức là có con, có em, có cháu là những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa? Xin cảm ơn quý vị. Và bài hát này đi đâu cũng vậy, ngoài những bài tranh đấu cho các anh em Hương Ca sáng tác, cho những nhạc sĩ thân hữu sáng tác, luôn luôn phong trào Hương Ca dành những liên khúc đặc biệt để vinh danh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và ngày hôm nay cũng vậy, phong trào Hương Ca Việt Nam xin được hát để kính tặng cho tất cả những chiến sĩ hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và cũng để xin kính tặng cho thân nhân của những người chiến sĩ hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn quý vị. Tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta.
chẳng nằm đều trên các thiên xuân hà. Quyết chiến, ngày quyết chiến, quyết chiến, quyết không cần hòa bình đến tối. Chẳng liên hiệp ngồi chung thuận đất nước mong đợi. Quyết chiến, ngày quyết chiến, quyết chiến, đánh cho cùng dù mình phải chết, để mai này về sau có chúng ta sống còn. Đứng đau thương lên, hành lang.